Đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tàn. Dội gót theo thầy nương Phật cảnh. Để liên tục chương trình thuyết giảng đợt 2. Phần 2 là phần bình giảng 4 câu theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay là gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên chánh. Đề tài thuyết giảng đề tài này do giáo lý viên Nguyễn Thế Cường, vậy xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên đến điện vàng để thuyết giảng qua chương trình vừa đã nói trên. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, chánh văn phòng của ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa giáo lý viên Nguyễn Văn Tuấn, cũng là phó viện trưởng Viện Y học Dược, Quân y Việt Nam. Kính thưa ông Trần Ngọc Quý, là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý Trung ương, cùng các vị giáo lý viên đến tham dự. Kính thưa bà Nguyễn Thị Thủy, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Vĩnh Thạnh. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã, thị trấn lân cận đến tham dự. Kính thưa quý vị trong các tổ từ thiện, các nhà hảo tâm, cũng như quý vị trong hội người mù, cùng tất cả quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Kính thưa toàn thể chư quý vị, chúng ta đều biết hôm nay nhằm ngày 18 tháng 8 năm Quý Mão, tại ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, long trọng tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, mà niềm vinh hạnh lớn lao của chúng tôi là được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý Trung ương để trở về đây, trước là gieo duyên cùng với bà con cô bác đồng đạo chúng ta hiện diện ở đây, sau đó là phụ trách chương trình thuyết giảng đề tài và sứ ngôn đã vừa nêu. Vậy với bầu không khí trang nghiêm trên tinh thần phấn khởi, lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào mừng thân kính và lời chúc phúc an lành nhất. Kính thưa quý vị, tôi nhớ lại cách đây cũng khoảng 7-8 năm thì tôi cũng có đến đây thuyết giảng, nhưng mà lúc đó là được tổ chức vào ban đêm và cái lượng khách mà tham dự á, thì cũng không được đông như thế này, có thể nói là bán phần. Hôm nay đến đây thì lại ngạc nhiên hơn là được quý vị ban đại diện tỉnh Đồng Tháp cũng như ban trị sự ở tỉnh Đồng Tháp và các ban trị sự ở xã bạn
đến tham dự cũng rất đông, và đặc biệt là có quý vị khiếm tật đến đây cũng tham dự chương trình thuyết giảng hôm nay, làm cho chúng tôi vô cùng xúc động. Và thưa quý vị đồng đạo hiện diện kính mến, chúng ta đọc và nghiên cứu lại sấm giảng giáo lý của Đức Thầy. Rõ ràng chúng ta thấy từ quyển nhất, quyển nhì, quyển ba, quyển tư, bởi vì lúc ở tại tổ đình thánh địa Hòa Hảo, trong thời gian chỉ có 10 ngày thôi mà Đức Thầy đã sáng tác tổng cộng là 4 bài, mà trong đó là có 2.846 câu, chỉ có 10 ngày thôi quý vị. Trong khi đó, thi hào nổi tiếng Nguyễn Du được thế giới công nhận là một nhà văn rất hay, rất tài. Vậy mà ông phải mất hết 5 năm mới sáng tác ra được cái cuốn Chuyện Kiều Nguyễn Du, hay còn gọi là Đoạn Trường Tân Thanh, mà trong đó là chỉ có 3.522 câu thôi. Cho nên nhớ là trong thời gian 5 năm mà ông sáng tác vậy là chỉ hơn Đức Thầy có vài trăm câu, mà Đức Thầy chỉ có 10 ngày thôi quý vị. Như vậy tại sao nói 10 ngày? Để chúng ta tìm hiểu thấy như thế này. Vào ngày mùng 10 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 là Đức Thầy sáng tác quyển nhất, tức là Phiên Người Đời Tu Niệm. Trong quyển này Đức Thầy viết đó là 912 câu. Rồi qua tới ngày 12 đó là Đức Thầy sáng tác bài đó là quyển nhì, Kệ Dân Của Người Khùng. Thì bài này ngắn hơn là 486 câu, theo cái thể văn là Thất Ngôn Trường Thiên. Rồi đó là từ đó tiếp theo là Đức Thầy sáng tác sám giảng quyển 3 có 612 câu, và đến quyển 4 thì Đức Thầy sáng tác có 846 câu theo lối văn Thất Ngôn Trường Thiên. Như vậy là ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão là Thầy sáng tác quyển 4. Vậy chúng ta thấy là rõ ràng thời gian chỉ có 10 ngày thôi mà Đức Thầy đã sáng tác được 4 quyển sấm giảng như vậy. Thì thưa quý vị, trong 4 quyển này nội dung mặc dù là có phiên chúng ta tu hành nhưng mà có cái nọ những cái ý nó khác nhau. Thí dụ như quyển nhất đầu tiên là Đức Thầy Ngài cho biết về đệ nhị thế chiến, tức là Ngài đã tiên đoán về cái thiên cơ thời cuộc của nhân loại sắp gánh cái quả khổ, mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng gắn máu đào chỉnh ghê. Đó là cái đoạn đầu. Qua đoạn thứ hai đó là Đức Thầy đi dạo Lục Châu, tổng cộng là 49 điểm. Tới quyển nhì, Đức Thầy cũng không quên tiên đoán về thiên cơ và thời cuộc thế giới chiến tranh xảy ra. Nhưng mà qua quyển này Đức Thầy nói rất nhiều về cái phương pháp tu hành cho người tín đồ coi sau đó mà tu học để chúng ta tránh được cái quả khổ thế gian này. Qua quyển 3 thì Đức Thầy nói nhiều về cái hạnh tu nhân, tức là nhân đạo cho tròn để bước lên con đường giải thoát. Và đặc biệt là trong cái quyển 4 thì Đức Thầy lại nói rất nhiều về cái phương pháp tu thiền, tức là tự tu, tự chứng, tự mình làm quấy, tự mình làm lỗi thì tự mình diệt cái quấy lỗi của mình, để chúng ta đạt đến cái chỗ chân như thực tướng đó trong cái quyển 4. Như vậy rõ ràng trong 4 quyển này mỗi quyển Đức Thầy nói có khác, nhưng mà quyển nào cũng khuyên chúng ta gắng cố gắng để tu hành. Vậy trở lại trong quyển nhì, thưa quý vị, trong quyển nhì thì như đã nói, Ngài không quên tiên đoán về thiên cơ thời cuộc xảy ra, chẳng hạn như đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khổ lửa. Và Ngài khuyên chúng ta khi đã quy vào đạo rồi là chúng ta phải một lòng vì đạo ta giác ngộ để tu hành, và qua đó là chúng ta nhờ có cái duyên lành gặp được Phật pháp để chúng ta tu hành. Và khi chúng ta niệm Phật, niệm Di Đà, chúng ta niệm như thế nào để cho nó rành theo lời dạy của Đức Thầy, và nếu được như vậy thì kết quả là chúng ta sẽ sống được câu tiên thánh. Đó là ý nghĩa trong 4 câu giảng mà sư ngôn đã vừa nêu, cũng là một cái đề tài để chúng tôi truyền đạt đến với tất cả quý vị chúng ta hiện diện ở đây. Đó là theo đạo lý nhất tâm mới kịp,
ngày nay Đà gặp dịp tu hành niệm Di Đà, ráng niệm cho rằng thì mới được sống trôi tiên thánh. Vậy thì câu này chúng tôi cùng quý vị để tìm hiểu qua ý nghĩa của từ câu. Thì câu nào đó có những cái từ khó mà cần giải thích thì chúng tôi cũng giải thích những cái từ ngữ đó, để mình thấy được rõ ràng trong cái từ ngữ đó Đức Thầy nêu lên để muốn dẫn chứng về cái ý gì để dạy chúng ta trong này. Bây giờ trước hết là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Chữ theo thường thường mình đọc qua mình thấy rất dễ hiểu phải không? Cái này nó là bạch văn ta thường áp dụng những từ này. Cho nên trong từ điển là nó có 6-7 cái nghĩa của chữ theo, thấy không? Thí dụ như giờ đó là mình bước theo chân của người đi trước, mình chạy, mình đi thì đó gọi là đi theo người đi trước. Theo cũng có nghĩa là bắt chước để làm cái việc gì đó, thấy không? Nó có rất nhiều nghĩa, nhưng mà chữ theo trong chỗ này đó là gia nhập vào. Nhập vào đó, chữ theo là nhập vào. Ủa tại sao kỳ vậy? Chẳng hạn như ta nói câu là theo cách mạng hay là theo đạo, hay là theo cái nhóm nào đó, cái băng phái nào đó, thì cái đó là từ theo. Như vậy thì theo là nhập vào, như vậy đây là theo đạo, nhập vào đạo, tham gia vào đạo. Người ta chuyển lại là ta dùng từ gọi là quy y vào đạo đó. Bây giờ đạo lý, chữ đạo ta thường nghe giáo lý viên phân tích đó, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối nhưng mà đạo ở đây là thuộc về một cái tôn giáo mà tôn giáo này là do cái vị giáo chủ của tôn giáo đó sáng lập thành một cái mối đạo đó. Ví dụ ta nghe nói là đạo Phật, đạo Phật giáo Hòa Hảo, đạo Câu Đài, đạo Công giáo, đạo Tin Lành, vân 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 vân, có rất nhiều cái mối đạo như vậy. Chỉ đạo là vậy, đạo là một tôn giáo, mà lý là chỉ cho giáo lý của một tôn giáo đó. Vậy thì giáo lý là gì? Giáo lý là giáo điều lý nghĩa của một tôn giáo do cái vị giáo chủ đó triết thiết. Một là thiết ra để cho người tín đồ nghe, hai là viết thành những cái cuốn sách, cuốn kinh, cuốn giảng, cái cuốn giáo lý để cho người tín đồ coi theo đó mà tu học cho nên vì vậy ở đây là theo đạo lý, có nghĩa là chúng ta đã quy y vào đạo nói rõ hơn là ta quy vào đạo, mà quy y vào cái đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đây thầy dạy là gì? Rồi bây giờ thầy dạy tiếp nào là nhất tâm mới kịp. Nhất tâm là một lòng, thấy không? Nhất tâm là một lòng, thủy chung như nhất tâm, có nghĩa là trước sau đều một lòng, không thay đổi nào khác hết, không gì thay đổi khác có nghĩa là khi ta đã quy vào đạo rồi thì một lòng, ta không bao giờ thay đổi khác, dầu cho hoàn cảnh chớ chiêu nghịch cảnh có những cái gì đưa đến đi chăng nữa, cũng không làm cho chúng ta lung lạc trong cõi lòng mình, không làm cho mình thay lòng đổi dạ, thay đổi tưởng, mà một đời chúng ta vì đạo, như Đức Thầy đã cho biết là một đời một đạo đến ngày chung thân, tu cho đến ngày chết là một lòng vậy. Rồi nghĩa là mới kịp, ba cái chữ này, hai chữ này mới kịp. Chữ mới là gì? Thường thường mà đọc ra chữ mới mình thấy rất là dễ hiểu, nhưng khi giải nghĩa chúng ta mới thấy nó sáng tỏ thế này. Chữ mới ở đây đó có nghĩa là, chữ mới là sẽ, mà sẽ ở đây là có nghĩa là chúng ta hứa hẹn cái việc làm gì cho nó kịp với cái thời gian đó, đúng lúc đúng thời. Rồi bây giờ chữ kịp là gì? Chữ kịp là đúng lúc, không trễ. Chữ kịp là đúng lúc, là không trễ. Thí dụ như tôi với giáo lý viên Nguyễn Văn Tấn bữa nay hứa đến đây là 7:30 là phải vào cái chương trình. Nếu mà chúng tôi mà đi tới trước 30 phút đó là kịp rồi đó. Còn nếu mà đi trễ 30 phút, trễ 1 tiếng đồng hồ đó là trễ rồi, là không kịp. Cho nên vì vậy là muốn cho kịp là phải tranh thủ thời gian, phải đi cho gấp rút, phải đi cho lẹ, cho đến nơi để kịp đó, y theo cái lời hứa của mình. Như vậy thì đại ý cái câu đầu tiên này là Đức Thầy dạy chúng ta là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Có nghĩa là hôm nay chúng ta đã quy y theo đạo Phật giáo rồi thì giờ đây chúng ta phải gắng cố gắng một lòng một đạo, không bao giờ thay đổi ý tưởng của mình. Như vậy thì nó mới kịp. Bây giờ mới kịp chứ cái gì? Bây giờ chúng ta cần phải bàn cần phải bàn để khai thác được cái ý của thầy dạy chúng ta, cái chiều sâu chiều rộng như thế nào. Bây giờ kịp chứ cái gì? Thưa quý vị, một đó là kịp với số vô thường. Con người chúng ta sống trong cõi đời này đều chịu chung một cái quy luật, đó là sanh lão bệnh tử. Cái quy luật này là không ai chối từ được, không bỏ sót một ai hết.
Điều đó trong cái bài chánh định Đức Thầy chúng ta đã khẳng định rõ ràng rồi. Họ không hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, nay dày mai khác, thân thế lạc luân của cả gia tài như đám phù dân trước gió, như nước bọt mây bèo, những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời của người này rồi người khác rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai, rõ ràng không? Cho nên vì vậy là tất cả nhân loại, dầu cho đó là ông vua thấy không, rồi nghĩa là có ngày cũng chết, ông quan lớn có ngày cũng chết, rồi người thường dân bình thường thì có ngày cũng chết, bởi vì tất cả nhân loại không thiếu sót một ai, không ai tránh khỏi những cái sanh lão bệnh tử. Bởi vì ngày xưa khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mà trước khi xuất gia đi tu là vua Tịnh Phạn Vương đâu cho cầm cản lại, nếu phụ vương không cho con xuất gia đi tu thì xin phụ vương ban cho con ba điều. Ông vua nói nghĩa là phụ vương là vua rồi, của cải gia tài vật chất nghĩa là có tất cả, con xin điều gì phụ vương cũng cho con. Không, con không xin những điều gì vật chất, mà con xin phụ vương hãy cho con là mạnh hoài không bệnh. Ông vua bất lực. Phụ vương cho con điều thứ hai nữa là sống hoài không chết, vua cũng bất lực luôn. Xin điều thứ ba nữa là xin phụ vương hãy cho con, cho điều gì quý vị nhớ không? Mạnh hoài không bệnh ha, rồi sống hoài không chết, rồi trẻ hoài không già. Như vậy thưa quý vị, tất cả điều này vua đều bất lực hết. Chứ phải vua mà cho được thì trước kia hoàng hậu sau khi sanh Thái tử 7 ngày là quy tiên rồi, thì lẽ ra ông ban được cho đó là hoàng hậu là cái sống, nhưng mà đâu đỡ đâu vô cũng bất lực. Cuối cùng Thái tử xuất gia đi tu. Thành ra thưa tất cả vị, cho nên ý muốn nói rằng sanh lão bệnh tử đó là cái quy luật của con người. Hồi xưa thì ta nói nghe là cái chết sống nó còn kéo dài thời gian, còn bây giờ thưa quý vị nó mau lắm, mau lắm. Nhất là những cái bệnh tai biến, đột quỵ não, đột quỵ tim này kia nọ, tích tắc chừng vài phút đồng hồ là xong. Ở chùa chỗ tôi đó, cái ông ba này đó là ông thừa thường sửa kiển. Lại ông mới ăn sáng như mình xong xuôi, ông đậu ra ông cầm cái cây kéo ông thọt thọt vô cái kiển rồi cái ông ngã ngang bắt đầu cái là khiêng đem vô để trên cái thằng ba đó. Thằng ba bắt đầu cái máy điện kêu xe từ thiện, thì mới có 5 phút đồng hồ thôi là tôi bước ra là tôi bắt mạch là thấy là coi như mạch ổng là đứt mạch hết, khỏi kêu xe vậy chứ là chết tại trong lúc có 5 phút đồng hồ thôi. Mà ông còn mạnh khỏe mới ăn uống rồi đi ra sửa kiển mà vậy. Thì cho nên cái này không phải là một ông ba đó không, mà nhiều mà chúng ta đã chứng kiến rất nhiều. Cho nên vì vậy ở đây chúng ta phải gắng cố gắng tu để cho nó kịp với cái số vô thường. Thành ra Đức Thầy mới khẳng định chúng ta biết là ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Mình sợ có cái là khi cái tử thần tới, khi chết tới rồi đó mà ta chưa có công đức tu tập gì hết, thì làm gì có cái số vốn công đức để chúng ta đi về cảnh giới an lạc ha? Thì nếu không được về cảnh giới an lạc thì chắc chắn là chúng ta phải bị luân hồi sanh tử. Cho nên vì vậy cái thứ nhất là chúng ta tu ở đây là để nó kịp, thấy không? Nó kịp với cái thời gian vô thường, nó kịp với cái tử thần nó đến chúng ta không biết ngày giờ nào đấy. À, hôm nay buổi tiệc cùng ăn uống mà chẳng biết sang năm thiếu mặt nào. Bây giờ hôm nay mình ngồi ở đây là thấy đầy đủ gì nha. Nhưng mà nói xin lỗi cho qua năm tới đó là chưa chắc gì được đầy đủ như vậy. Phải không? Không ai dám bảo đảm mình là sống 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa, không bao giờ đâu. Mình ra chợ mình mua món hàng điện tử ta còn bảo đảm 2 năm, 3 năm, 1 năm. Mà bây giờ có ai dám bảo đảm mình sống nữa được nghĩa là 3 năm, 5 năm, 10 năm. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cái chết đến với mình. Ta chuẩn bị trước. Mà muốn chuẩn bị cái chết hết là bây giờ gắng cố gắng một lòng một dạ tu nó mới kịp. À, từ trẻ tuổi đến người trưởng lão mắc trong dòng sanh tử luân hồi. Bây giờ qua tới ý thứ hai đó là kịp với cái gì? Thưa quý vị, kịp với cái thời kỳ xả tội nè. Kịp với thời kỳ xả tội. Thời kỳ này mặc dù là hạ nguyên mạt pháp, chúng ta thường nghe dùng từ là hạ nguyên mà lại là mạt pháp nữa. Đó. Cho nên người tâm trí tối đen đời lắm ma dương phấy rối. Tuy nhiên chúng ta được may mắn là chư Phật và các bậc thiên liên Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ân xá cho chúng ta bớt đi cái tội. Bớt đi tội để chúng ta tu. Bị kỳ xá tội mà cho chúng ta bớt cái tội để chúng ta tu. Thí dụ trước đây chúng ta tạo 10 cái tội nhưng mà bây giờ đó là Đức Phật có thể ân xá cho ta là 5-7 cái tội đó, để cho chúng ta còn cái tội ít vừa tu vừa trả nghiệp. Tội là cái nghiệp của mình đó, vừa tu để chúng ta vừa trả nghiệp. Đó cho nên cái đó là cái thời kỳ xả tội. Mà nếu trong cái thời gian mà thời kỳ xả tội này mà ta không chịu ăn năn không tu hành nữa thì còn chờ cơ hội nào nữa, làm sao được kịp quý vị. Cho nên Đức Thầy đã cho tôi biết là kỳ xả tội nay còn một lúc sao chẳng tu,
đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bóng kiện giống chi hưởng nay. Đó, thấy không? Cho nên thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì cái thứ hai này đó là ta tu cho nó kịp với cái thời kỳ ân xá. Vì lưu ý nhớ chỗ đó. Cái thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là ta một lòng ta tu để nó kịp đến cái hội Long Hoa. Thấy không? Chở chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Quá hay, phải không? Đức thầy dạy quá hay. Nhưng mà giờ có muốn có mặt ở hội Long Hoa là sao? Làm cho gọi phận tu mi, sau đây sẽ thấy ly kỳ lắm nó. Cho nên vì vậy ở đây muốn kịp với hội Long Hoa thì trước hết là chúng ta phải cố gắng tu, làm cho tròn cái đạo làm người, thấy không? Tròn đạo làm người đi. Đền nghĩa thay đỡ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia. Cho nên giờ trước hết ta làm tròn cái hạnh đạo làm người, rồi sau đó nghe lời Đức Thầy dạy, ăn chay cúng lại niệm Phật vân vân, thì tất cả những cái phương pháp tu đó thì hội Long Hoa sẽ tròn đón, chờ đón chúng ta. Cho nên vì vậy mà cái ý thứ ba này đó là chúng ta một lòng một dạ lo tu để chúng ta kịp tới hội Long Hoa. Và thưa quý vị đồng đạo kính mến, đó, như vậy thì qua ba cái ý trên đó thì rõ ràng Đức Thầy mới hối thúc chúng ta là nhất tâm mới kịp. Ta xin nhắc lại là: một là kịp với tử thần nó đến chúng ta trong giờ lúc nào ta không biết được. Thứ hai nữa là kịp với gì? Kịp với là cái hội Long Hoa, thấy không? Thứ ba nữa là kịp với cái thời kỳ ân xá. Nếu qua cơ hội này rồi là chúng ta không còn có cơ hội nữa gì. Vậy thì giờ qua ba ý đó mà chúng ta kịp. Tuy nhiên ở đây muốn nói đó là chúng ta cần phải nhất tâm mới kịp. Còn nếu mà chúng ta nhị tâm, có nghĩa là hai lòng, đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ. Thí dụ hai lòng giờ trước đây mình quy theo đạo mình tu rồi đó, theo đạo giáo hảo tu đó, trên thì chúng ta tôn kính thầy, thấy không? Dưới thì chúng ta tôn kính đồng đạo mình và tôn trọng giáo lý của thầy. Nhưng mà tu một cái thời gian nào đó cái bắt đầu chúng ta bỏ đạo. Mà bỏ đạo là lý do gì? Tôi nói cái lý do chúng ta bỏ đạo là: một, ha, cái này thì ít gặp nhưng mà đã có rồi. Chúng ta bị người ta dùng cái đòn bẩy kinh tế, thấy không? Có những cái đạo khác đó, ta lại ta nói: bà hai ơi, ông năm ơi, tu theo đạo Phật giáo hảo nghèo lắm, khổ lắm, ha. Ta lợi mấy nhà nghèo mà ta đánh vào tâm lý của nhà nghèo á. Tu theo Phật giáo hảo khổ lắm, mà bà tu tới giờ thấy bà nghèo là nhà bà coi như là ợp ẹp được chưa nọ. Nói chung là cái chỗ ăn chỗ ở không đầy đủ. Bây giờ bà bỏ đạo Phật giáo hảo đi, bà tu theo cái đạo của tôi đi, ha. Tu theo đạo tôi đi thì giờ cái là trước hết là cho bà 10 triệu 20 triệu vậy đó, rồi cái là cho một vài bao gạo vậy đó, rồi cất lại cái nhà mới cho bà. Nhưng mà trước khi nhận cái của vật mà người ta cho đó là phải hạ cái ngôi tâm bảo xuống, chân dung thầy xuống, kể cả cái bàn thờ của quyền luôn. Cái này là nó có rồi, nghe không gì? Nó có rồi, có tôi mới nói đó. Ở đây thì chắc chưa, chứ mà có những chỗ khác có rồi. Bây giờ những người này nè, không nhất tâm nè, không một lòng nè, mềm lòng nhẹ dạ nè, bây giờ gia đình mình đang nghèo khổ túng thiếu mà nghe ta dùng cái đòn bẩy kinh tế này ta sửa lại nhà cho mình, cho vài bao gạo ăn, mà nếu mà vào mùa nước nổi thì cho mình chiếc xuồng để mình giăng lưới giăng câu gì để sống. Rồi thêm cái nữa nghĩa là ta cho tiền bạc để mình xây sở. Nói chung là người ta cung cấp những cái đồ nhu cầu cần thiết trong gia đình của mình. Nhưng mà trước hết là trước khi nhận cái này là phải hạ tâm bảo xuống, phải là bỏ đạo, phải không? Cho nên vì vậy những người mềm lòng nhẹ dạ, không nhất tâm, rồi bắt đầu làm liền, làm theo liền. Rồi thì thưa quý vị, như vậy là người này kể như là đã bỏ đạo, đã không nhất tâm, đã phụ lời thầy. Mà Đức Thầy đã thường than thở với chúng ta: thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Từ đây cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo, đừng toan phụ thầy, giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp, bỗng thầy lại xa. Đức Thầy thiết tha thấm thiết kêu gọi, sợ tín đồ bỏ đạo bỏ thầy, cho nên Đức Thầy kêu mình nghĩa là đừng phụ lòng thầy. Thì thưa quý vị, nhưng mà có những người mềm lòng nhã, ít thôi mà nói số ít thôi, cũng vì đòn bẩy kinh tế mà bỏ đạo. Rồi giờ cái thứ hai nữa là gì? Do vì cái nghịch cảnh nào đó, gọi đây là cái nghiệp chướng á. Thành ra cái người mà mang cái nghiệp chướng mà rất nặng rồi là Phật cũng khó độ lắm nha.
Nhất giả xiển đề chi nhân bất khả độ, nhị giả vô duyên chi nhân bất khả độ, và tam giả định nghiệp chi nhân bất khả độ. Cái nghiệp mà con người mà nặng quá, rồi thí dụ tu, tu thời gian cái bị cái nghiệp nó cuốn hút ngã ra đời. Thí dụ cái người mà bị cái nghiệp nghiện rượu đi, bây giờ tu phát tâm là bỏ rượu rồi đó, nhưng mà tu thời gian rồi gặp bạn rượu, nó rủ này kia nọ, bắt đầu nhảy qua uống rượu, lại uống rượu là bỏ đạo. Thấy không? Uống rượu là bỏ đạo. Như vậy ý nói rằng cái nghịch cảnh, cái nghiệp khảo nó đưa mình đến rồi đó, thì làm cho mình không nhất tâm mình bỏ đạo. À, cái này nó nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ chi tiết đơn cử một vài ý vậy cho ông ta thấy rằng là vì nghiệp khảo mà làm cho chúng ta không được nhất tâm là bỏ đạo. Thứ ba nữa là vì những cái thuận lợi chúng ta, đó là danh lợi cảm tình uy quyền phú quý mà nó làm chúng ta bỏ đạo. Danh lợi tình nó rõ hơn là danh lợi tình, nó làm chúng ta bỏ đạo. Còn một cái nữa đó là ta bị một cái chiết thiết nào đó ha, cái chiết thiết nào đó làm cho chúng ta lung lạc tội lòng, ha, quên đi thầy tổ, quên đi đạo Phật giáo hảo, rồi nghĩa là chúng ta cũng chạy theo cái chiết thiết đó. Có nghĩa là mình muốn nói rõ hơn là mấy ông tà sư ngoại giáo nào đó, nghĩa là xúi dục khuyến khích mình nói những lời hay ý đẹp sao đó, hay là nói tu theo cái đạo đó rồi, hay hoặc giả tu theo cái chiết thiết đó rồi là ta mau thấy Phật liền vậy, thấy Phật trước mặt mình luôn, mau đắc đạo được kia nọ, cho nên làm lung lạc cõi lòng của mình, rồi cũng làm cho mình bỏ đạo. Đó. Thì những người này đã rơi vào con đường tà kiến thì không bao giờ đi theo con đường chánh đạo. À, thì có cái lý do đó cũng làm cho mình không nhất tâm. Vậy thì thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay khi chúng ta đã quy theo đạo Phật giáo hòa hảo rồi, thì lúc bây giờ chúng ta đã có một cái quyết định là đây là cái mối đạo chân chánh. Cái đạo này là được nhà nước công nhận, phải không? Mà ông thầy mình là đấng minh sư, là Phật, xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật, vậy thì xuống đây đó, ông thầy mình là minh sư, là ông Phật rồi, mà cái giáo lý của thầy là cái giáo lý chân chánh nữa. Vậy thì giờ mình tu theo đạo Phật giáo hảo mà không được nữa, mình còn tu theo đạo nào nữa? Nó rất là dễ tu, phải không? Chúng ta thấy dễ tu, nội cái nghi thức cúng lại sớm chiều có 10 phút 15 phút hồi là xong rồi, siêng năng thì ngồi niệm Phật Nam Mô Phật, còn không thì đi đứng nằm ngồi niệm Phật, cho nên rất là dễ tu. Ăn chay thì giờ muốn chay trường được là tốt, còn không nữa là ăn chay tháng 4 ngày rồi làm liền từ thiện lai gai báo hiếu cha mẹ này kia nổi, giữ 8 điều con cấm, nó đơn giản vậy đó, mà mình tu không được nó theo đạo nào mình tu cái gì, phải không? Có những cái tôn giáo cái nghi thức của người ta rất là rườm rà đó, mình thấy mình còn mắc ngại gì đó, mình ngang mắc ngán đó, nhưng mà vậy đó mà người ta còn tu được, người ta còn không có đạo. Còn đạo Phật giáo hảo mình cái nghi thức cúng lại sớm chiều có 15 phút thôi, rất là đơn giản vậy đó. Mà tôi nói quý vị mà tu đạo Phật giáo hảo mà không tu được rồi là qua đạo khác là quý vị cũng bó tay luôn. Tại vì đó là cái đạo ta thì nó cũng là cái đạo chân chánh đó. Như con cái là cái nghi thức hoặc giả cái sự hành đạo nghiêm khắc này kia nọ, cho nên đó là những cái quy lực, những cái giới điều rất là dài, rất là nhiều, mà nhiều khi làm cho mình không nhớ để mình tu học được. Mà đạo Phật giáo hảo đơn giản, mà nói đơn giản mà quý vị đừng nghĩ rằng đơn giản mà nó thấp kém, mà đơn giản mà rất cao siêu đó. Cho nên mới nói là Phật giáo hảo tuy cao siêu nhưng không xa rời thực tế, và nó phù hợp với căn cơ trình độ của hạng tại gia cư sĩ. Cho nên vì vậy ở đây chúng ta một lòng quy y theo đạo Phật giáo hảo, thì nghĩa là chúng ta phải gắng cố gắng là đừng bao giờ để ai làm lung lạc lòng mình, và nhất tâm một lòng để chúng ta quyết lòng tu cho đến ngày bỏ xác. Quý vị đồng ý chỗ này không? Rồi, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ qua cái câu thứ hai: ngày nay đã gặp dịp tu hành. Thưa quý vị đồng đạo kính mến, ngày nay là chỉ cho cái mốc thời gian từ khi Đức Thầy chúng ta ra đời năm 1939, tức là năm Kỷ Mão. Đó, đo cái mốc thời gian là ngày nay. Ngày nay đà, chữ đà là có nghĩa nó là chữ đã, mà chữ đã là nó điệm theo một cái từ ngữ của một cái câu văn. À, gặp dịp tu hành, chữ gặp là thấy được, mà chữ dịp là cái cơ hội may mắn. Thường thường ta cái dịp là thường ta nói là may mắn thôi, dịp mai rồi đó, thì như vậy là dịp là cái cơ hội may mắn đã đến với mình. À, ngày nay đã gặp dịp tu hành, chứ tu hành là ý cũng nói rằng chúng ta quy y vào đạo để tu, mà người tu là phải hành. Khi nào mà chúng ta nghe có hai cái chữ mà tu hành thì người ta sẽ trình bày rất là rộng, nhưng mà ở đây tôi nói rằng là tu hành là ở đây là chúng ta quy y vào đạo là ta tu rồi đó, mà tu là chúng ta phải sửa, mà ta sửa là từ lời nói, từ ý tưởng, từ việc làm của mình, tức là hành động, lời nói và ý tưởng chúng ta. Ta phải cải thiện được để cho nó định hình một nhân cách và hoàn thiện bản thân chúng ta, đó là người tu. Mà chỉ là muốn cho chúng ta được hoàn thiện bản thân thì ta cần phải hành. Hành là làm đúng theo lời của Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta trong tôn chỉ giáo lý. À,
Cho nên vì vậy thì ngày nay Đà gặp dịp tu hành là ý muốn nói rằng hôm nay chúng ta có cái cơ hội may mắn đã gặp và được cái giáo pháp của Đức Thầy để chúng ta tu. Vậy thì giờ đây chúng ta tìm hiểu thêm cho nó rộng chút xíu thế này. Thưa quý vị, làm được cái thân người rất là khó ha. Cho nên cái câu Nho nó có câu đó là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, tịnh độ nan sanh. Có nghĩa là thân người khó gặp mà pháp Phật khó nghe, duyên lành khó gặp, cõi Phật khó về. Nó có bốn cái khó gì, chúng ta thấy có bốn cái khó. Tuy nhiên ngược lại là nhân thân nan đắc, kim dĩ đắc, nghĩa là thân người khó được. Mà hôm nay ta đã được cái thân người rồi. Quý vị biết đó, nếu mà không được cái thân người đó là giờ này làm thân ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh là biết bao nhiêu muôn trùng vạn loại nào hết. À, các cái loài chúng sanh mà từ cái loài bay ở trên không, rồi từ cái loài bò dưới đất, từ cái loài lội ở dưới nước, rồi cái loài nó được chui xuống đất nào kia nọ, nó hằng hà hằng vạn, tôi nói chung là hằng hà không thể tính đến được, thì nó cũng là chúng sanh đó. Mình cũng chúng sanh mà nó chúng sanh, mà mình là chúng sanh có đầu óc khôn ngoan, có ý thức, có giác ngộ tu hành, còn nó là chúng sanh thấp kém ngu muội, cho nên biết chừng nào nó tiến hóa lên được con người. Vậy thì hôm nay chúng ta làm được thân người là may mắn, thấy không? Thế giới này chúng ta thấy là có trên 7 tỷ người. Như vậy mình đếm được là trên 7 tỷ người, còn nghĩa là bao nhiêu cái loài sinh vật chúng ta đếm được không? Thấy không? Như vậy là nó nhiều hơn mình là cấp hằng hà sa số vậy. Cho nên hôm nay chúng ta may mắn làm được thân người. Thành ra mới nói là nhân thân năng đắc, kim dĩ đắc. Thân người khó được mà hôm nay ta đã được. Phật pháp năng văn, kim dĩ văn. Thấy không? Phật pháp, pháp Phật khó nghe mà nay ta đã nghe được. Hồi xưa mà mình nghe lại cái thời tiền thân của Đức Phật, mà muốn nghe được một câu kệ của ai đó là có khi nghe là ngài phải chặt một cánh tay, ngài phải lấy dao, nghĩa là phải khoét mình để là làm đèn để cúng dường để nghe được cái bốn câu kệ đó thôi. Khó vậy đó. Còn bây giờ chúng ta thấy không? Và Phật pháp, nghĩa là pháp Phật khó nghe mà hôm nay chúng ta đã nghe. Bây giờ quý vị có điều kiện, có thời gian thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi tốt, quý vị đến chỗ chương trình thuyết giảng để tham dự như hôm nay đây chẳng hạn. Còn không có thời gian ở nhà, ta mở lên mạng ha, ta mở lên mạng thì chúng ta thấy nghĩa là chương trình thuyết giảng rất là nhiều. Cho nên vì vậy mà Phật pháp có nghe mà hôm nay chúng ta rất là dễ nghe. Còn không nữa là ta cầm cuốn giáo lý sấm giảng thi văn giáo lý thầy lên chúng ta coi. À, rồi bây giờ nghĩa là thiện duyên nan ngộ, kim dĩ ngộ. Cái duyên lành khó gặp mà hôm nay chúng ta đã gặp được. Mặc dù tôi cùng quý vị là cái hàng hậu bối, cái hàng hậu giác, có nghĩa là mình là cái người giác ngộ sao, không có may mắn được như những người đi trước đã được diện kiến đức tôn sư của mình, tức là đức thầy tôn kính của chúng ta. À, mình không có may mắn gặp, mà biết đâu rồi nhiều tiền hồi cái lúc đó là mình cũng có mặt, lúc đó mình có gặp được cái thầy, có cái duyên với thầy đó. Cho nên hôm nay chúng ta cũng trở lại đây, mặc dù lúc đó có duyên rồi, nhưng mà vì chúng ta tu chưa được hoàn toàn đắc quả vị để thành đạo giải thoát, cho nên bây giờ phải đầu thai lại kiếp này nữa để tiếp tục tu nữa. À, mà hôm nay nghĩa là mặc dù chúng ta không gặp được đức thầy, tuy nhiên chúng ta gặp được giáo lý của ngài. Cho nên ngài đã cho biết là cùng thù đáp với những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nâng cậy tu hành. Và đồng thời cái câu mà ngài cho biết đó là duyên lành có được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Đó, thấy không? Đó, cho nên mình đã được có duyên lành rồi. Cho nên cái người nào mà có duyên lành với thầy đó, mặc dù không gặp như nãy giờ đã nói nha, nhưng mà khi chúng ta thấy được cái giáo lý thầy thôi, mình đọc vô là thấy câu nào cũng thấm thía, câu nào cũng hay, là cái người đó có duyên đó. Cái người đó có duyên đó. Thưa quý vị, cách đây khoảng chừng vài năm tôi đi thuyết giảng ở tại ban sự ở xã Vĩnh Phong, ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Thì nghĩa là đêm đó tôi phải ở lại đó tại vì thuyết ban đêm. Thành ra tôi mới hỏi cái bác mà mẹ của anh ban trị sự đó, hỏi ở đây mà sùng xa xôi rồi tại sao mà có Phật giáo hảo tôi. Bà mới kể gì nè, bà nói này làm như có cái duyên chú ơi. Sau tiếp thu năm 75 á, bữa đó ông chồng tôi cũng đang tắm dưới sông á, ông thấy có cái vật gì mà nó trôi liều phiều, nó trôi nước cũng chảy chậm nha, nó trôi liều phiều phiều ngại gần, thì bắt đầu ông mới lội ra ông vớt lên thì ông thấy để cái cuốn là sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ Phật giáo hòa học. Ông ngạc nhiên, mà quý vị biết sao không? Tại vì cái người mà ta dục bỏ, ta sợ, ta dục bỏ thì ta để trong cái bọc á, người ta cũng buộc kỹ lại, cho nên cái người này cũng còn cái lương tâm chút xíu là bỏ xuống đó, rồi nếu cái người nào có may mắn là vớt được để về câu. Thì khi mà ông chồng tôi ông vớt lên rồi ông đọc câu nào thấy cũng thấm thiết, câu nào thấy cũng hay hết.
Rồi tôi đọc rồi bắt đầu đưa cho thằng con tôi đọc, là cái ông làm trưởng ban trị sự đọc, đọc rồi bắt đầu là từ đó tới sau là bắt đầu gia đình tôi phát tâm tu theo đạo giáo hảo. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kẻ này tu tỉnh tại nhà, tôi theo cuốn giảng đó tu. À, rồi sau này được anh em tới lui chợ duyên nhắc nhở đạo đức, cho nên bây giờ bà con ở xứ này là người đạo tín đồ giáo hảo đông lắm, thành ra mới thành lập ban sự, mà anh cất được cái ban sự là cái mẫu giống như cái chùa đó. Cho nên thưa quý vị, chỗ đó về hoạt động rất là mạnh, mở lớp học liên tục, thành ra như vậy ở đây rõ ràng là cái duyên lành gõ được phụng đức. Rồi nghĩa là quý vị mà ra ngoài Nha Trang cái xã Ninh Ích ở ngoài đó, rồi tôi ra ngoài thì khi tôi hỏi thăm đó là anh Trung, anh Tư Trung đó, ảnh làm trưởng ban trị sự, nó ủa xứ này mà tại sao có đạo Phật giáo hảo mà có ban sự đây nữa anh Trung. Anh nói tờ người cũng sau năm 75 đó, rồi gia đình nghèo khổ sống ở vùng đó, vùng biển không à. Rồi nghĩa là ba tôi mới vô cái vùng Thốt Nốt á, Thốt Nốt Cần Thơ á, vô đó rồi cứ làm mướn làm này kia nọ. Rồi tao chiều chiều cái nghe tao mở giảng, nghe mở giảng, mở hồi đó là mở băng đó mà, nghe mở giảng thấy hay quá, bắt đầu cái là ba tôi mới xin cái cuốn giảng về, xin cuốn giảng về. Rồi thời gian cũng kinh tế yếu kém, cho nên vì vậy mà cũng lo làm ăn rồi quên đi. Tới chừng nghĩa là kinh tế ổn định mới lấy cuốn giảng ra coi, coi thấy câu nào cũng hay, từ câu, từ chữ, từ ý, từ lời của thầy dạy quá hay. Rồi tôi câu, rồi mẹ tôi câu, rồi bắt đầu mới truyền ra cho chòm sớm ta mượn ta câu. Lúc đó cô cũng giảng mà truyền cả sớm cho người ta câu, coi bắt đầu tao phát tâm tao quy theo đạo Phật giáo hả. Cho nên ngoài bây giờ là có khoảng trên 200 người tín đồ giáo hảo thành lập cái ban sự ở tại xã Ninh Ích ở tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang. Thành ra rõ ràng là những người này là có duyên quá gì, những người này có duyên đó. Và nói chung là tất cả chúng ta có mặt ở đây và nói chung là người tín đồ Phật giáo hảo là đều có duyên với thầy hết. Ai mà muốn đặng phước duyên nghe lời phiến thiện lòng liền phát tâm. Cho nên ta nghe lời phiến thiện, nghe lời dạy của thầy rồi là ta phát tâm ta tu theo đạo Phật giáo hảo. Vậy thì thưa quý vị, ngày nay đã gặp dịp tu hành. Vậy thì hôm nay tức là từ năm 1939 năm Kỷ Mão khi đức thầy chúng ta ra đời mà ngài đã để lại cái cuốn sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Mà người nào mà đọc cái cuốn sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ, hoặc giả là chúng ta không có cơ hội đọc được mà mình nghe ta thuyết trình, thuyết giảng, hoặc giả nghe trên băng đĩa, nghe trên mạng gì đó, thì nghĩa là ta tiếp thu được cái kiến thức, ta hiểu được cái phần đó, thì nói chung là ta hiểu mà người ta có cái cảm xúc. Cảm xúc thì lúc bây giờ ta hướng về con đường giác ngộ để tu theo đạo Phật giáo hảo, thì người đó đã gặp được cái dịp tốt để tu hành. Thưa quý vị, bây giờ qua cái câu thứ ba, đức thầy dạy ta là niệm Di Đà, ráng niệm cho rằng. Cái chỗ này là phương pháp hành nào quý vị. Bây giờ niệm Di Đà, chữ niệm là ghi nhớ, chữ Di Đà là cái danh hiệu của Đức Phật, A Di Đà Phật, đọc cho đủ là A Di Đà Phật. Niệm Di Đà, ráng niệm cho rằng. Chữ ráng là hết lòng của mình. Cái gì mà chúng ta đó, cái gì mà chúng ta làm bằng cách là gồng gánh hết mình đó, cho nên gọi là ráng. Thí dụ như khả năng của mình vác được là 50kg trên vai, nhưng mà giờ cái này lỡ 51kg, 55kg mà ta gồng gánh hết sức đó gọi là ráng. Như vậy cái ráng này nó không phải là đơn thuần của gì mà cái ráng này phải nói là chúng ta hết lòng, hết dạ, hết sức mình để ta làm cho được, cố công như vậy mới gọi là ráng. Ráng niệm cho rằng, niệm Di Đà, ráng niệm cho rằng. Vì vậy giờ niệm cho rằng, chữ rằng là gì quý vị? Chữ rằng ở đây đó, theo cái trạng từ của nó, chữ rằng đó là rõ ràng ha, rồi gạch rồi tỏ rõ. Còn theo cái tỉnh từ của nó đó là thạo, tức là thuần thạo, là thông là sáng tỏ một cách rõ ràng như vậy, cho nên mới gọi là rành. Vì vậy nói chung là những hai cái từ tỉnh từ và trạng từ này đó, nó đầm chung cái là rành, là ý nói rằng ta hiểu biết một cách thuần thạo, thông thuộc, tỏ rõ, rõ ràng như vậy, cho nên gọi là rành. Vậy thì giờ đây chúng ta tìm hiểu lại đại ý của câu này. Bây giờ câu thứ ba này là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành. Cái niệm Di Đà là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đây là cái danh từ thuộc về hiện nay là phổ thông mà, không còn riêng để dành cho cái tôn giáo nữa. Nhưng mà chỉ có đạo Phật hay Phật giáo, Hòa Hảo, Tịnh Độ, cư sĩ, những cái tôn giáo nào mà có tu pháp môn Tịnh Độ thì ta thuần là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn tôi nói phổ thông ở đây là có những người không có tôn giáo, nhưng mà ta nghe nói nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật cái ma không nhát, niệm Phật cái bệnh nó hết, niệm Phật cái được may mắn, niệm Phật nó không có cái sự mà biến cố xảy ra, thí dụ vậy, được cái lợi lộc gì đó, cho nên người ta vẫn Nam Mô A Di Đà Phật. Hay những đứa em học sinh mà giờ nó hô niệm Phật để cho nó học bài được thuộc, được thi cho đậu được, nó vẫn niệm. Nhưng mà thật ra có những người chưa có tôn giáo nhưng mà ta vẫn niệm Phật được, nó thuộc về cái phổ thông. Còn giờ mình nói là niệm gành là cái người trong tôn giáo là chúng ta cần phải niệm gành. Vậy thì giờ muốn niệm Phật cho gành là chúng ta phải làm sao? Thấy không?
Trước hết cái người niệm Nam Mô A Di Đà Phật là ta phải hiểu rõ từ câu từ chữ luân tự này mới được. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới được, phải không? Thì nhân đây xin trình bày chú vị rằng về chữ Nam Mô là gì. Căn cứ theo từ điển của ông đoàn chúng còn là Phật học từ điển đó, là chữ Nam Mô có nghĩa là cung kính, kính lễ, quy y, quy mạng, cứu ngã, độ ngã. Có sáu cái nghĩa vậy. Bây giờ A-di-đà, chữ A-di-đà là vô lượng. A-di-đà là vô lượng. Mà vô lượng gì? Bởi vì Đức Phật là cái công đức của Ngài không thể tính đếm được, cho nên gọi là vô lượng công đức. Rồi bây giờ hào quang của Ngài chiếu sáng cả mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang. Cái tuổi thọ của Ngài không thể tính đếm được, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thành thử ra như vậy, những cái từ vô lượng là để dành cho Đức Phật A-di-đà, là bởi vì Ngài có vô lượng công đức, có vô lượng thọ, có vô lượng hào quang. Còn chữ Phật là gì? Chữ Phật là giác. Cái nghĩa chữ Phật là giác chứ không gì khác hết. Bây giờ chữ Phật là giác. Như vậy thì ở đây là Đức Phật A-di-đà, Ngài là bậc hoàn toàn giác ngộ. Và kể cả mười phương chư Phật, các ngài đều là hoàn toàn giác ngộ. Vậy thì giờ Nam Mô A Di Đà Phật, ở đây chúng ta mới giải thế này nè. Con nay cung kính kính lễ, quy y đấng giác ngộ vô lượng công đức, xin hãy cứu con và độ con. Hồi nãy là từ cứu ngã đó, Nam Mô là có cứu ngã. Chỉ ngã là ta, mà giờ xoay chuyển lại xưng với Đức Phật A Di Đà là con, xin cứu con và độ con. Còn hôm kia tôi tình cờ tôi mở trên mạng, thì cái chú mà Bùi Hữu Dược là tiến sĩ vụ trưởng vụ tôn giáo bên đạo Phật, ông giảng cho các vị sư và Phật tử nghe, người ta đặt câu hỏi là cái danh hiệu Nam Mô với đạo Phật là gì. Thì giảng cách cũng rất là hay. Chữ Nam Mô là hướng về, mà chữ Đà Phật A Di Đà Phật là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là quay về, hướng về với Đức Phật A Di Đà. Cái nghĩa này cũng rất là hay, rồi cũng giống như na ná như cái nghĩa hồi nãy vậy đó. Cho nên vì vậy nghĩa nãy thì mình thêm đó là con nay cung kính kính lễ, quy y đấng giác ngộ vô lượng công đức, xin hãy cứu con và độ con. Cõi này nghĩa là quay hướng về với Đức Phật A Di Đà, thì mình niệm Phật là mình về với Phật. Cái nghĩa đó nó cũng hay. Cho nên thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì giờ cái người niệm Phật là niệm cho gần, là thứ nhất là ta gần, ta hiểu cách rõ ràng thuần thạo, đó là cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà này. Chứ mình không hiểu được rồi là mình niệm nhiều khi nó còn mơ hồ lắm, không biết cái danh hiệu này sao mình phải niệm, mà niệm là có cái nghĩa gì. Cho nên ta hiểu được cái nghĩa đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái gần cái thứ hai nữa đó là ta phải trì danh niệm liên tục quý vị. Tại vì thường thường chúng ta là chúng ta bị kẹt vô cái chỗ là niệm nó còn bị chi phối tư tưởng của mình, thấy không? Nó bị phân hóa tư tưởng, cho nên ta niệm nó còn bị gián đoạn. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở đây nè, ngồi ở đây nè, kể cả tôi luôn nữa, có khi nào mà mình niệm liên tục 24 tiếng đồng hồ, bây giờ những cái mình cho mình bạn ngủ 7-8 tiếng đồng hồ đi, mấy cái tiếng đồng hồ mình ngủ mình không nói đi, nhưng mà khi quý vị giật mình thức giấc được, có khi nào quý vị mà niệm liên tục từ sáng cho tới chiều cho tới giờ đi ngủ? Tôi bảo đảm là không có niệm được liên tục như vậy đó. Trừ khi cái người nào mà ngồi mà niệm liên tục đó, ngồi á nha, ngồi 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng, mười mấy tiếng đồng hồ mà ngồi mà trước khi ngủ đó, thì nghĩa là có thể người ta niệm được liên tục. Còn nếu chúng ta còn đi đứng này là không thể nào được niệm liên tục. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta niệm nó còn bị gián đoạn là ta chưa gần chỗ này. Mà chỗ này Đức Thầy dạy ta là phải niệm cho nó gần, cho nó thuần thạo, cho nó sành sỏi vậy mới được. Vì vậy mà trong cái quyển 3 Đức Thầy ta cho biết nè, đó: Nam Mô Sao Chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lành tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành. Thử coi trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Đó, thấy không? Cho nên thầy nói là trì tâm thì quá ít thôi đó, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào mới tới gần. Gắt tim đem để nó vào thì là mới thổi máu đào tuôn rơi. Vậy thầy kêu chúng ta là phải gắt tim. Gắt tim đây quý vị đừng hiểu lầm về lấy dao thái bén người ra là xẻ cái tim người ra, là không phải ra về làm gì là chết rồi đó. Mà gắt tim ở đây là ý nói cái tâm của mình á, cái tâm của mình luôn tưởng nhớ tới Phật,
gắng tu đem được Phật vào trong tâm. Cái này nó khác với lý là Phật tại tâm chứ có đâu xa, nó khác à. Mà chỗ này là gắng tu đem được Phật vào trong tâm, tức là mình niệm Phật làm sao mà đem cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà vào trong tâm của mình. Đức Phật A Di Đà luôn là ngự trị trong tâm của mình, luôn luôn là chúng ta nhớ tới danh hiệu và tướng hảo quang minh của Đức Phật A Di Đà. Như vậy đó là chúng ta gạch tim đem để nó vào. Được như vậy thì coi như ta niệm vậy là gành đó. Vậy thì giờ cái chỗ gành thứ hai này, chúng ta phải gắng cố gắng trì danh, ta niệm liên tục như vậy thì coi như ta đã niệm gành. Thấy không? Mặc dù trong lúc trì danh chứ nó cũng còn bị cái vọng niệm, tuy nhiên ta niệm riết là từ từ nó sẽ hết vọng niệm. Thấy không? Cái thứ ba nữa là niệm cho gành đó là phải cho được nhất tâm nữa, quý vị. Phải được nhất tâm. Chỗ này Đức Thầy đã dạy chúng ta trong cái bài Chư Phật có bốn đại đức phần sau đó. Còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ cái vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì cái vọng niệm gì diệt thế trần ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che trơn tâm mờ ám. Thấy không? Cho nên vì vậy đây là muốn nói rằng cái chỗ vọng niệm của mình đó. Cái vọng niệm là gì? Là cái tư tưởng, cái tưởng niệm những điều hư dối của mình. Một, cái vọng niệm một là có khi ta khởi lên cái ác niệm. Trong cái vọng niệm nó có cái ác niệm. Thấy không? Ác niệm là niệm tưởng những điều ác, làm cái gì để mà hại, để gạt người khác, để lợi của mình, thì nói chung đó là cái niệm ác. Thí dụ mình niệm mà còn thù hận, còn giận hờn, còn sân si, còn tật đố, còn tham lam, còn bỏng sẻn, nói chung là muốn hại người khác, muốn hại sinh linh, thì đó là chúng ta niệm ác. Thứ hai nữa là niệm tà. Niệm tà là cái niệm chúng ta nó còn tưởng nhớ những điều tà dại. Chẳng hạn như trong Bát Chánh Đạo mà cái phần đầu là toàn là phần tà không đó. Sanh ở trong trần, con người thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh quyền tước nghĩa vợ tình chồng, các tư tưởng ấy đã gù quên tâm trí, mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy, không thể nào thoát ly ra được, ấy về phần tà. Phải không? Hoặc giả là thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó, danh lợi cảm tình quy quyền thú quý được hàng ngày ghi nhớ, đó phần tà. Rồi còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, thì phần tà hết. Nói chung là cái tưởng niệm những điều mà chúng ta ham nhiễm, đắm nhiễm trên thế gian này, đó là tà. Thì đây nó thuộc về cái vọng niệm. Còn có một cái vọng niệm là niệm đâu đâu. Niệm đâu đâu có nghĩa là cái này nó không chủ vào ác niệm, mà nó cũng không chủ vào trong cái tà niệm, mà làm như là cái tư tưởng mình lúc bây giờ nó bâng quơ, nó không có chỗ trụ. Nó đang nhớ tưởng này chứ vẫn dơ tưởng đó, nhớ đây này kia nọ, mình nhớ vẫn dơ này kia đó. Đó là cái đó nó không thuộc về tà, nó cũng không thuộc về chánh, mà nó cũng không thuộc về ác ha, mà nó niệm du dơ này kia nọ thì cái đó cũng không được. Cho nên chỗ này thầy dạy chúng ta đó là nhờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đến nay hễ thành tâm niệm một tiếng Phật thì lìa được một niệm chúng sanh. Thí dụ cái niệm chúng sanh là nãy mình niệm điều tà đó, điều vọng đó, điều quấy, điều ác đó. Bây giờ cái là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà bây giờ mỗi câu niệm là phải khởi thành tâm nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thí dụ ta niệm chữ Nam, ta nhớ rõ chữ Nam, chữ Mô nhớ rõ chữ Mô, A Di Đà Phật ta nhớ rõ từ câu từ chữ như vậy. Rồi cái là chúng ta niệm mà phải lắng nghe lại trong cái tiếng niệm trong cõi lòng của mình, trong tâm của mình. Mặc dù mình niệm thầm trong tâm đó, nhưng mà mình nghe rõ từ câu từ chữ như vậy. Như vậy trong khi ta niệm vậy là ta tịnh nhiếp được lục căn rồi. Cái tâm ý mình tập trung là nhiếp được ý căn rồi, lỗ tai mình nghe là nhiếp được cái nhĩ căn rồi. Phải không? Rồi thân ta đang ngồi trang nghiêm đó là ta nhiếp được thân căn rồi. Như vậy thì giờ cái lục căn chúng ta bây giờ ta nhiếp lại được rồi, là lục căn mình được là thanh tịnh. Thì từ từ bắt đầu được một niệm Phật như vậy là nó đìa được một niệm chúng sanh. Mà nếu chúng ta cứ liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mà mỗi câu mỗi niệm đều thành tâm, đều tha thiết như vậy, thì nghĩa là niệm được hai câu đó, thì nghĩa là nó sẽ diệt trừ được cái vọng niệm sanh. Rồi liên tục thì nó diệt hết tất cả vọng niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn là gì? Là trong lòng chúng ta lúc bây giờ không còn bị loạn động về cái diệt thế trần nữa, mà chỉ còn có cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và tướng hảo quang minh của Đức Phật A Di Đà đang ngự trị trong lòng của chúng ta. Cho nên bây giờ trong lòng chúng mình là chỉ còn Nam Mô về Phật thôi, là nhất tâm bất loạn. Thì chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nó sanh cho được. Vậy thì lúc bây giờ ta diệt được vọng niệm là nên đi đến chỗ nhất tâm. Vậy thì cái người niệm Phật mà muốn cho gần chỗ này đấy ha, là ta phải niệm đến chỗ nhất tâm. Nhớ là ta niệm cái tâm, lúc đó cái tâm mình nó khinh an, nó an lạc, và tất cả những phiền não nó đã loại trừ ra. Cho nên lúc bây giờ ta đi đến cái chỗ là hiện giờ là chúng ta đã đạt được cái chỗ định rồi đó. Đi tới chỗ định rồi đó. Như vậy thì thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì nãy giờ tôi đã trình bày cùng quý vị là có ba cái ý để chúng ta niệm Phật cho gành. Một là phải niệm Phật là ta hiểu được cái danh hiệu của Đức Phật.
Phải không? Thứ hai là ta niệm liên tục như vậy, gọi là trì danh, là ta niệm được thuần thục như vậy. Thứ ba là ta niệm đến chỗ nhất tâm. Mà lẽ ra là bàn thêm nữa, ta phải niệm tới cái chỗ là bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh. Cho nên vì vậy mà mình đừng nghĩ rằng tu theo đạo Phật giáo hảo, có người ta nói Phật giáo hảo tu thành thần thành tiên, hiểu cái đó là sai. Mà phải hiểu rằng niệm Phật, tu theo đạo Phật giáo hảo, mà niệm Phật theo lời Đức Thầy dạy là thành Phật, là thành Phật. Niệm tới chỗ mà bản lai thanh tịnh để chẳng còn trực nhiễm và ngay, thì bản lai thanh tịnh là Đức Phật A Di Đà, là ngài cũng có bản lai thanh tịnh, mà mình cũng có bản lai thanh tịnh. Mà bản lai thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà thì không thêm, mà bản lai thanh tịnh của mình là không bớt. Mà tại vì sở dĩ mình chưa đạt được là mình còn vô minh, còn ngài đã dẹt khóa mạng vô minh rồi. Cho nên vì hôm nay chúng ta trở lại là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi niệm danh hiệu Phật của mình đó là do tự Phật tâm của mình nó phát lên, phát lên mượn cái câu Phật hiệu A Di Đà để nó trấn an, cho nó diệt trừ được cái vọng niệm đó. Cho nên lúc bây giờ mỗi cái niệm tưởng của mình là đều là niệm cái bản lai thanh tịnh, thì lúc bây giờ ngay chỗ này là chúng ta đã thành Phật tại thế gian, thấy không? Đó là chúng ta niệm tới đó rồi, cho nên là tuyệt đỉnh luôn, tới đó chỗ đó là ta thuần thạo luôn. Đó, thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, ngoài ra những yếu tố mà chúng ta cần hiểu để chúng ta niệm gần đó là cái người niệm Phật là phải có tính nguyện hạnh, muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là phải có tính nguyện hạnh. Cái thứ hai nữa là niệm để cho chúng ta đạt được điều thiện là ta phải diệt người điều ác nè, cần tu tập thiện thì sự niệm mới hiệu quả nè. Cái thứ ba đó, người niệm Phật là phải đền trả tứ đại trong văn. Và cái thứ tư nữa là niệm Phật là phải có là bốn đại đức, tức là chư Phật có bốn đại đức. Vậy ta niệm danh hiệu Phật là để nhớ Phật và gắng sức làm theo bốn đại đức của chư Phật, đặng ngày sau ta được chứng quả như ngài. Cho nên người tín đồ Phật giáo hảo mà nghe lời thầy dạy, mà niệm Phật mà đúng theo lời thầy dạy là chúng ta có được cái bốn đại đức là đi đến thành Phật, với niệm bản lai thanh tịnh là thành Phật, chứ đừng nói thành thần thành tiên gì. Thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì giờ muốn niệm gần là chúng tôi đã nêu ra các yếu tố đó để cho quý vị đồng đạo chúng ta thấy. Bây giờ qua cái câu sau cùng là cái kết quả, kết quả chúng ta thấy như thế này thì mới được sống tôi tiên thánh. Sau khi chúng ta niệm Phật gần rồi đó là ta mới sống tôi tiên thánh. Bây giờ chúng ta bàn đó là như thế này, thì mới được sống tôi tiên thánh. Cái chữ thì nó rất là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta có tra cứu từ điển thì Đức Thầy áp dụng cái chữ thì vào cái đầu câu là nó rất là hay. Cái chữ thì mà nó nằm vào đầu câu nào, bất cứ đầu câu giảng nào, thì nó ghép luôn hai cái nghĩa của hai câu liên tục, nó ghép luôn. Và cái kết quả của nó là nói lên là cái nghĩa của hai câu liên tục. Cho nên thường là chữ thì là đứng đầu. Chẳng hạn như chúng ta nè, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, phải không? Tức là Nam Mô Phật là nhớ hoài không ngớt không? Thì nạn tai cũng thoát như không. Vậy thì cái chữ thì này là nó đứng dính liền với cái câu trên, là nó luôn dẫn chứng được cái kết quả của sự niệm Phật đó, phải không? Hoặc giả là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế. Ở trên thì làm, mà dưới này thì kết quả. Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ của mình. Cho nên rõ ràng cái chữ thì mà nó đứng đầu câu đó là nó ghép luôn hai cái ý nghĩa của hai câu, và để dẫn chứng cho đạt được cái kết quả khi quá trình chúng ta làm cái việc gì đó. Thì cho nên bây giờ chỗ này thầy nói là thì mới được sống tôi tiên thánh. Đó, chữ sống ở đây đó là sống là còn, sống là còn. Một là sống trong cái thân hiện tại này, gọi là cái báo thân. Thân này gọi là cái báo thân. Mặc hồi giúp mà lúc mình chưa tu đó thì nó gọi là thân này là tứ đại, là dục thân cũng phải, phải không? Nhưng mà khi mà giờ mình tu rồi nó chuyển cái thân này gọi là báo thân. Thành ra vì vậy đó mà giờ cái là ta sống là ta giữ được cái báo thân này thì mới được sống tôi tiên thánh. Cái chữ mới đó giải thích cho vị thấy như thế này nữa nè, chữ mới là sẽ mà để dẫn chứng cho cái được cái sự kết quả của quá trình chúng ta làm. Cho nên chữ thì với chữ mới hay là chữ sẽ mà nó đi đâu với nhau, vậy là cái kết quả. Ví dụ như giờ cái là tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được, có chữ mới trong đó phải không? Đứng ngồi tòa sen. Vậy thì giờ thưa quý vị đồng đạo kính mến, mà chỗ này thầy nói là thì mới được sống tôi tiền tánh. Đó. Vậy thì nghĩa là một, nhờ chúng ta niệm Phật dành như vậy cho nên ta giữ được cái báo thân này. Nếu như đời thượng quân khai mở hội Long Hoa đến mà chúng ta còn giữ được cái báo thân này thì ta sống ta coi được nghĩa là tiên thánh, Phật tiên thần thánh ở tại thế gian này. Thấy không? Bây giờ cái chữ tiên thánh như thế nào? Thưa quý vị, tiên nó có bốn cái nghĩa tiên. Một á, là địa tiên là chỉ cho những vị tiên đang tu ở non núi biển đảo, ở cõi thế giới này, ở hạ giới này nè, ở cõi thế gian mình nè. Chẳng hạn ta câu lại trong chuyện Phong Thần á, thì các vị tiên đang tu ở non, ở biển, ở đảo, ở núi này kia nọ đó. Nhưng mà tiên này mặc dù có
có thần thông, có người chứng được ngũ thông, có người tứ thông rồi tam thông vân vân. Nhưng mà tánh còn nóng, còn đấu đá nhau, còn vẫn bị luân hồi. Cái thứ hai nữa là thiên tiên. Thiên tiên cũng có hai hạng, một là cái hạng tu thiền. Ta nhờ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nghĩa là lúc bây giờ ta tu tập tới đó thì ta xuất thần, ta được về cõi tiên để ta hưởng phước cho đó. Rồi nghe thứ hai nữa, tiên hưởng phước. Tiên hưởng phước mà thầy cho biết là phước nhiều tiên cảnh lên gài, tội nhiều sai đỏ nhiều ngày lắm thế. Như vậy thì ta làm phước quá nhiều, ta làm quá nhiều cho nên nó dư thừa cái phước ở thế gian này, thành ra ta được về trên cõi tiên cho nó hưởng phước. Thấy không? Dương Cấp Cô Độc mà ổng nghĩa là mua miếng đất của Thái tử Kỳ Đà, rồi nghĩa là cất cái tịnh xá cho Đức Phật và các vị tỳ kheo ở. Trong khi còn đang cất tịnh xá ở đây mà ông Xá Lợi Phất là người trí huệ đệ nhất, cho nên ông nói này Cốt Công Độc, cái công đức mà ông làm cúng dường cho Phật nghĩa là cái tịnh xá này đó, mua đất Thái tử Kỳ Đà, bởi vì trải đất tới đâu là vàng, trải tới đâu là mua đất tới đó. Cho nên vì vậy cái phước ông quá lớn. Từ chỗ phước quá lớn đó mà hiện giờ là ở trên cõi trời Đao Lợi là ông đã có cung điện ở trên đó. Đang làm phước thế gian này trên trển là có cung điện đó. Cho nên mình nghĩ chỗ đó nghe quý vị mà đang làm phước, mà phước quý vị quá nhiều, quý vị còn đang ở thế gian này chứ ở trên cõi trời trển là quý vị có cung lầu ở trển, cung điện ở trển. Cho nên vì vậy cái tiên này là tiên thứ hai. Một là tiên có tu, hai là tiên hưởng phước, cho nên đây gọi là thiên tiên. Tuy nhiên tiên này sống cũng được, thí dụ như 3.000 tuổi, 5.000 tuổi, 10.000 tuổi, vài chục ngàn tuổi rồi cũng vẫn còn bị luân hồi trở lại, cũng vẫn chết nha, chứ không phải là giải thoát. Thứ ba nữa là giải thoát tiên. Giải thoát tiên đó là tiên này đã ra khỏi tam giới rồi, không còn nằm trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Mình được đang ở dục giới nè, rồi sắc giới nè, rồi vô sắc giới nè. Thì tiên mà giải thoát tiên đó là ra khỏi tam giới rồi. Tiên này là ngang bằng với các vị A La Hán, các vị A La Hán tu theo đạo Phật. Đó. Cho nên vì vậy tiên này được giải thoát tiên. Chẳng hạn như chữ đa là đó quý vị, đây là tiên giải thoát, là đại thiên la tiên. Cái thứ tư nữa là tiên là đại tiên, mà đại tiên đây là chỉ cho Phật, bởi vì Đức Phật là cái bậc đại tiên, là tiên của Phật đó là cao hơn tất cả các vị tiên khác, cho nên ngài được tôn sùng danh từ gọi là đại tiên. Cái này là trong Phật Quan Từ Điển là bên đạo Phật người ta giải thích rõ ràng, chứ không phải tôi nói, là Phật là đại tiên. Rồi cái thứ hai đó là thánh. Thánh có hai hạng thánh. Một là gì? Là thế gian thánh. Thế gian thánh là đây là bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân này đó là chẳng hạn như Đức Khổng Tử, Đức Mạnh Tử đó, thì đây là cái vị này là thánh nhân của gì đó. Còn thứ hai nữa là quyền thừa thánh đó, là thánh này là chỉ cho các vị thánh bên đạo Phật đó, là từ các bậc mà chứng quả A-la-hán nè, Duyên Giác nè, Bồ Tát nè, Phật nè, kể cả Phật cũng gọi là thánh luôn đó. Bởi vì thánh ở đây là đối với phàm, và tiên là đối với tục, Phật là đối với chúng sanh, cái từ đối với nhau thôi. Nhưng mà kể cả Đức Phật cũng là thánh. Đại thánh là Phật Thích Ca, thầy mới cho biết. Thì nghĩa là trong Phật Quan Từ Điển cũng giải từ giải nghĩa cái từ của Đức Phật là thánh như thế này. Đó. Đức Phật là ngài đã có tam giác. Một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Và ngài đã thấu triệt được tất cả các tướng hữu vi này. Thông hiểu một cách rõ ràng. Cho nên vì vậy ngài đã chứng vào cái quả thánh, mà thánh của ngài gọi là đại thánh. Đó, đại thánh. Như vậy thì giờ đại ý cái câu thứ tư này đó là thì mới được sống coi tiên thánh. Có nghĩa là chúng ta sống còn để coi tiên thánh. Nó có hai cái coi tiên thánh. Một, cái người nào có công năng niệm Phật nhưng mà chúng ta không có phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là mình không có tính nguyện rồi. Cái này là không tính, mà thầy dạy là muốn về Cực Lạc là cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Nhưng mà giờ cái người này cũng có niệm Phật, cũng có công tu đó, nhưng mà cái tâm nguyện của mình là muốn được về cõi đời Thượng Nguyên Thánh Đức để chúng ta sống cái cõi đời đó. Thì giờ do cái công đức niệm Phật mình đó là mình sẽ sống được cái đời Thượng Nguyên Thánh Đức dự hội Long Hoa. Thì cái người này là coi như là cũng có cái công tu tập, nhưng mà cái nguyện của họ là sống hội Long Hoa. Thì cái hội Long Hoa đây là cũng có Phật Tiên Thần Thánh đó. Cõi Trung Ương Luân Chuyển Phương Nam mở hội thánh chọn người chung hiếp. Bây giờ cái thứ hai nữa là sống được coi tiên thánh, là có thể là nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta niệm được cái bản lai thanh tịnh, niệm cái chỗ mà nhất tâm bất loạn, thì hiện tại thế gian này chúng ta cũng thường thấy tướng hảo quang minh của Phật xuất hiện, thấy không? Hào quang chiếu sáng tướng hảo, ba mai tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật mà chúng ta cũng thường thấy. Ta thường thấy có những người ta niệm Phật ta đã thấy được Phật, thưa vị, thấy được Phật tướng hảo quang minh luôn. Và cái thấy thứ ba nữa là thấy được thần và thấy được Phật thánh, đó là ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái người này là nhờ có tính nguyện hạnh, cho nên cái công năng tu tập đó, có tính nguyện hạnh đó,
Thành ra cuối cùng nghĩa là khi họ chết, họ được giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, để thấy được nghĩa là Phật Thánh ở trên đó. Bởi vì Đức Phật A Di Đà, Đại Thế Chí Quan Thế Âm, người ta cũng thường dùng cái từ gọi là Tam Thánh Tây Phương, đó là vậy đó. Cho nên thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì tóm lại bốn câu giảng này được rút ra từ ở trong cái quyển gì thầy dạy chúng ta là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Có nghĩa là chúng ta đã quy y vào đạo Phật giáo rồi thì giờ đây chúng ta một lòng một dạ, không thay đổi tư tưởng, không bị một chiếc thiết nào, không bị danh lợi cảm tình quy quyền phú quý nào cám dỗ ta, và không có bị nghĩa là một cái tôn giáo nào cám dỗ ta, để nghĩa là cho chúng ta thay lòng đổi dạ để theo đạo khác, mà ta phải một lòng một dạ, một nghĩa là đời một đạo đến ngày chung thân, để ta tu theo cái đạo Phật giáo hòa hảo. Và đồng thời khi ta tu vậy đó là ta phải hiểu được làm như thế nào để kịp. Là ta muốn cho kịp là một là ta phải gắng cố gắng tu để kịp với tử thần đến với chúng ta, hai nữa là kịp với cái hội Long Hoa, và thứ ba nữa là kịp với cái thời kỳ ẩn xá. Cho nên câu đầu tiên này Đức Thầy dạy chúng ta bước vào cửa đạo là ta phải có cái chánh kiến, tức là có kiến đạo trước, để nghĩa là ta gắng cố gắng tu cho kịp và một là một dạ theo đạo mình. Thứ hai nữa là Thầy muốn nói về cái nhân duyên giữa Đức Thầy với tín đồ. Cho nên vì vậy đó mà ngày nay đà gặp dịp tu hành, hôm nay chúng ta có duyên ta quy theo đạo Phật giáo hảo để ta tu hành. Và cái thứ ba nữa là phương pháp hành. Bởi vì trên là nói cho chúng ta có kiến đạo, có duyên lành gặp được đạo rồi, thì bây giờ cái câu này là phải hành đạo, là ngày nay đà bây giờ cái niệm Di Đà gắn niệm cho gành là phải hành đạo đó. Là ta niệm muốn cho gành đó là một là phải hiểu rõ được cái danh từ Nam Mô Di Đà Phật, lục tự hồng danh. Và cái thứ hai nữa là ta phải niệm liên tục, gọi là trì danh niệm Phật, đừng cho bị gián đoạn, cho nên đó gọi gành. Cái thứ ba nữa muốn niệm gành là ta phải đi đến chỗ nhất tâm. Và cái thứ tư nữa muốn niệm gành hơn nữa để đạt được đến kết quả rất cao để thành Phật, đó là ta phải niệm bản lai thanh tịnh của Phật cho lòng mình được theo đó được thanh tịnh. Và những yếu tố khi chúng ta niệm gành đó là ta phải hiểu đó là ta niệm Phật ở đây là phải có bốn đại đức, ta thực hiện theo bốn đại đức của chư Phật. Ta niệm Phật đây là phải tránh tam nghiệp, chừa tập ác, tức là ta phải chừa 10 điều ác để chúng ta tu 10 điều lành. Rồi ta niệm Phật đây là phải gìn giữ tứ đại trong ngân, và ta niệm Phật đây là nhất là ta phải có tín nguyện hành đầy đủ để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và niệm được như vậy là gọi là niệm gành, thấy không? Rồi nếu cái kết quả niệm gành đó thì ta sống được, ta coi tiên thánh như nãy giờ đã nói. Một là coi tiên thánh ở cõi đời thượng nguyên thánh đức hội Long Hoa. Hai là coi được tiên thánh là hiện tại giờ ta tu ta niệm Phật được nhất tâm, được bản la thanh tịnh, cho nên ta thường hay chứng kiến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật A Di Đà và các vị tiên thánh khác. Và cái thứ ba nữa là ta được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì thưa tất cả quý vị, cho nên bốn câu giảng này tóm lại là Đức Thầy đang dạy chúng ta về cái phương pháp tu tập về pháp môn tịnh độ. Mà nếu chúng ta tu pháp môn tịnh độ mà đúng như lời Đức Thầy đã dạy, niệm cho nó được gần như vậy rồi, thì cái kết quả chúng ta là được dự hội Long Hoa, cái kết quả chúng ta là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì phần trình bày của chúng tôi đến đây đã hết. Thời gian còn lại có 10 phút đồng hồ mà. Bây giờ ở đây đó đồng đạo mình đưa tới 3 câu hỏi. Mà ba câu hỏi thì bây giờ thời gian theo ban tổ chức cho biết thì tôi gặp gỡ vị chia sẻ tới 11:30, 11:30 là xong. Mà bây giờ là 11:20 còn có 10 phút thôi. Bây giờ cái câu 4 câu này nó rất là dài nè. Quyền cơ đạo hạnh hải gắn tầm, đời cùng tiên Phật dụng nhân tâm, rồi ngàn năm thích đạo đành chôn lấp, mà thương tưởng bá gia nổi lạc lầm. Rồi câu là bá nha hiệp mặt tao đàn tử kỳ chổi giọng khải hoàng bốn phương. Cái này nó thuộc về lịch sử đó rồi, thấy không? Rồi cũng có câu hỏi đó là có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường cực lạc giảng sanh. Rồi câu là khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền. Bây giờ cái câu này đó, khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền, thì cái này chúng ta thấy nó dễ hiểu rồi. Cái này nói cái vắn tắt cái là quý vị thấy rồi. Bởi vì đó là khi Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo đó, thì ngay lúc đó là cái tuổi Thầy đó nói chung là chỉ có 19 tuổi lẻ 6 tháng thôi. Nói theo tuổi Tây á, còn nói theo tuổi ta thì ngày 20-21 tuổi. Nhưng mà bây giờ ở đây là khi già lúc lại trẻ thơ, thì cái già đây là trước đây là Đức Thầy chúng ta là do Đức Phật Thầy Tây An tái sanh trở lại. Cho nên vì vậy là lúc già lúc trẻ. Nhưng mà ở đây cũng muốn nói là cái chỗ mà khi già lúc lại trẻ thơ là ngay trong lúc mà Đức Thầy chúng ta đi dạo Lục Châu, phải không?
Đức Thầy đi dạo Lục Châu là đi 49 điểm như vậy, là có khi Ngài hóa ra là người trẻ, có khi là hóa ra người già. Chẳng hạn như giờ ghé là Hoài Thiền ghé lại bằng ngay chợ Tợ Đình, hát hai câu hát quê tình, đậu xem dân chúng chợ Đình ra sao. Sáng ngày chợ Nhóm lao sao, giả bận áo màu ai cũng dòm xem, mấy thằng thay trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau, đứa này nó để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Phải không? Cho nên chỗ này là rõ ràng là thầy đang vẽ ra, giả ra một người con gái rất là trẻ đẹp, mặc áo màu. Cho nên vì vậy đó mà mấy người thanh niên đứng lại đây mới sầm xì với nhau là để cho tao kia, thì rõ ràng đây là giả ra trẻ. Rồi có lúc thầy giả ra ông già, rồi có lúc là giả ra cùi, có lúc giả ra quê, có lúc giả ra dốt, vân vân. Thì nói chung là đây là trong cái giai đoạn tùy theo hoàn cảnh mà Đức Thầy biến hóa để đi dạo Lục Châu, để xem đời sống dân tình. Đó là vậy. Cho nên nghĩa là khi già lúc lại trẻ thơ và giả quê giả dốt khắp trong thị thiền, phải không? Đi các nơi là tổng cộng là 49 điểm, là nói trong giai đoạn Đức Thầy đang dạo Lục Châu, cũng là trong cái quyển nhất nữa, phải không? Như vậy thì khi mà Đức Thầy trong thời gian đi dạo Lục Châu đó, thì rõ ràng là Đức Thầy thấy nghĩa là có người tu niệm tâm thương, nhưng mà người đó thì kể cả tôi và quý vị cũng không thể nào biết được người đó là ai. Nhưng mà Đức Thầy đã khẳng định là có người tu, có người tu, cho nên thầy thấy đáng thương lắm. Vì vậy đó mà Đức Thầy mới dạy về cái pháp môn tịnh độ. Tại vì bởi vì thầy chúng ta từ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thí dụ như tôi mà nói cho quý vị nghe cảnh Cực Lạc, hay là một cái vị nào đó mà nói cho quý vị nghe Cực Lạc, thì nói đây nó còn dựa vào kinh điển, thấy không, dựa vào văn tự. Còn ở chỗ Đức Thầy mà chỉ Cực Lạc là bởi vì thầy mình từ ở cõi trời Tây Phương Cực Lạc đi xuống đây nè. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy chỉ cái cách cho cái người này tu để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là rất là rõ ràng luôn, là bởi vì Ngài từ ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Tìm Cực Lạc đây gần đường ngõ đó, dậy hãy mau tu tỉnh mới màu. Cho nên thầy rất là gần về cảnh giới Cực Lạc. Bây giờ cái câu là bá nha hiệp mạch tao đàn, tử kỳ trỗi vọng khải hoàng bốn phương. Cái câu này nó mang tính là lịch sử rồi, thấy không? Nó mang tính lịch sử, nghĩa là chỉ cho bá nha và tử kỳ. Mà cái này bá nha tử kỳ mà nếu mà kể cái chuyện này rất là dài dòng. Nhưng mà nói cách đại khái là bá nha ngày xưa là ông làm quan đại phu ở nước Tấn. Rồi một hôm ông đi nghĩa là xứ ở nước Sở về, ông ghé ông thấy nghĩa là cái chân núi và cái sông Hàm Dương rất là đẹp, cho nên ông lấy tên đó, nghĩa là ông đậu thiền ở đó, rồi ông lấy đàn ra ông khải. Mà đàn của bá nha mà khải là ít ai nghe hiểu nổi lắm. Cho nên vì vậy ông đang khải đàn thì lúc bây giờ có Tử Kỳ, đó là cái người gánh củi hàng ngày, thì nghĩa là mấy trộm nghe lén được cái tiếng đàn của bá nha. Thì cho nên nghĩa là bá nha mà đàn tới đó thì tự nhiên nó đứt một cái dây đàn, thì bá nha mới ngạc nhiên bị đàn ông là coi như cái đàn này nó rất là linh. Thành ra vì vậy nó đứt dây đàn, ông biết rằng có người nghe trộm tiếng đàn mình. Thì lúc bây giờ nghĩa là ông mới bước lên bờ thì ông gặp ngay là Tử Kỳ. Cho nên hỏi ra thì Tử Kỳ đã nghe hiểu được cái tiếng đàn của bá nha. Vì vậy mà hai người mới kết bạn gọi là tri âm. Đây là gọi là tri âm, tức là nghe tiếng mà biết mà hiểu với nhau, cho nên gọi là tri âm. Thì thưa quý vị, thì câu chuyện nó còn dài dài nữa. Sau này Tử Kỳ, sau này hai người hẹn đúng vào cái ngày tháng đó, năm đúng vào ngày tháng đó, nghĩa là gặp ở nhau tại bến sông Hàm Dương đó. Nhưng mà lần sau khi bá nha trở lại thì Tử Kỳ đã chết, tuổi còn trẻ mà chết. Thương bấy nhan hồi, thương nghĩa là thương Tử Kỳ ơi, bạn đã gì đâu. Hồi đó tôi đọc cái bài thơ này, tôi đọc mà tôi cảm xúc luôn á, đọc cảm xúc đó, thuộc luôn cái bài thơ đó luôn. Cho nên vì vậy thì thưa quý vị, ở đây Đức Thầy muốn nhắc cái chỗ này, đó là bá nha hiệp mặt tao đàn, Tử Kỳ trỗi vọng khải hoàng bốn phương, lễ nói rằng thầy mình nói ví dụ thôi nha, so sánh thôi nha, thầy mình là ví như là bá nha, mà tiếng đàn của thầy là giống như chân lý của ngài, tức là giáo sấm giảng thi văn, giáo lý toàn bộ của thầy chúng ta. Mà Tử Kỳ á là cái người, Tử Kỳ là chỉ cho chúng sanh nói chung, mà nói riêng là cái người tín đồ Phật giáo hảo mà ta hiểu được giáo lý của thầy, là chúng ta có duyên với thầy như nãy giờ chúng tôi đã trình bày, thì nghĩa là chúng ta là Tử Kỳ mà thầy là bá nha. Cho nên vì vậy mà hôm nay Đức Thầy từ cõi trời Tây Phương Cực Lạc trở về đây, cho nên ngài đem cái giáo lý để chỉ dạy chúng sanh, mà hôm nay chúng ta đã hiểu, đã thấu được cái giáo lý của thầy để ta giác ngộ tu hành, thì giống như là bá nha mà khởi lên tiếng đàn, mà Tử Kỳ đã hiểu được cái tiếng đàn của bá nha, mà hôm nay ta có duyên ta gặp được Đức Thầy, thì giống như là Tử Kỳ có duyên gặp được bá nha. Thì cái nghĩa nó là ngắn gọn như vậy. Bây giờ cái câu sau cùng là quyền cơ đạo hạnh hãy gắn tầm, đời cùng tiên Phật dụng nhân tâm, ngàn năm thích đạo đành trôn lấp, thương tưởng bá gia nổi lạc lầm. Như vậy giờ quyền cơ, thưa quý vị, chữ quyền là diệu quyền, là sâu kín, mà chữ cơ là cái mái trời, tức là cơ màu của trời đất. Cho nên quyền cơ ở đây là chỉ cho cái sự diệu quyền sâu kín cơ màu của trời đất. Mà cái này nói về cái cặp mắt phàm và cái ý phàm chúng ta không thể nào hiểu thấu hết đâu. Mà chỉ có thầy chúng ta đó là cuộc thiên lý một bầu điều hãn thì thầy mới biết được cái chỗ này hết. Cho nên quyền cơ, nhưng mà chỗ này thầy dạy chúng ta là đạo hạnh hãy gắn tầm.
Thấy không? Đạo hạnh tức là cái đạo là con đường giác ngộ để chúng ta tu, mà chuyển hạnh là đây là ý nói rằng cái nết, nó tốt của con người. Như vậy ý nói rằng cái là chúng ta gắng tầm cho được cái đạo hạnh, gắng tầm cho được cái đạo hạnh. À, mà giờ tầm đạo hạnh thì sao? Thì Đức Thầy dạy chúng ta là đời cùng tiên Phật dụng nhân tâm. Đời cùng là cái thời kỳ này thứ gì? Đây là như đã nói đó là thời này là gọi là cái thời hạ quân, phải không? Cho nên gọi là thời cùng. Bởi vì trước đây đó là gọi là thượng quân, rồi tới trung quân, rồi hạ quân, mà thượng quân thượng quân trung, thượng quân hạ, rồi trung quân thượng, trung quân trung, trung quân hạ, và hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ. Mà đời này là cái thời hạ quân hạ. Rồi nếu mà nói về giáo pháp của Phật thì thời này cũng gọi là thời mạt pháp. Cho nên vì vậy mà hạ quân mạt pháp, cho nên gọi là cái đời cùng. Đời cùng là cái đời sắp hết, nó vậy đó. Hạ quân nay đã hết đời đó. Như vậy thì giờ đời cùng tiên Phật dụng nhân tâm. Tiên như nãy giờ chúng ta đã bàn rất là nhiều phải không? Tiên là cái bậc đã là tu chứng quả đối với tục, mà Phật là cái bậc đã giác ngộ hoàn toàn. Cho nên tiên Phật là chỉ cho các bậc này đang xuống dưới trần để dạy dỗ. Kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. À, Phật thánh tiên đông độ lướt sang miền năm địa phân chia đẳng cấp. Cho nên vì vậy và đời cùng tiên Phật là thí dụ như tiên là cái vị giáo chủ bên đầu tiên như Lão Tử đi. À, hay là bên Câu Đà ta đang tu tiên, bây giờ Phật là đà giáo chủ của đạo Phật ta, thì giờ nghe là như rằng Thật Thích Ca hay là kể cả tất cả các vị Phật khác thì luôn luôn các ngài đều dụng cái lòng người. Nhân tâm là cái lòng nhân của con người, thấy không? Chữ nhân này không phải là người, mà chữ nhân này là lòng nhân. À, mà tâm là lòng, như vậy con người có cái lòng nhân. À, cái lòng nhân thì thí dụ như giờ bên Khổng Tử thì gọi là gì? À, tức là tỷ do lòng nhân. Còn cái là đạo công giáo thì gọi là bác ái, mà đạo Phật thì gọi là từ bi. Cho nên vì vậy cái từ bi là cao nhất, mà cái lòng nhân là chỉ cho cái đạo thánh, thường nói là con người có cái lòng nhân. Mà đời cùng tiên Phật dụng nhân tâm có nghĩa là cái thời buổi này nó cùng cuối rồi, thì lúc bây giờ đó là chư Phật và các bậc thiên liêng như các vị tiên đều dụng con người bằng cách là dụng nhân tâm, chứ không cần phải dụng hình thức, không còn hình thức hay là không còn nghĩa là dùng bằng cái cách nghĩa là vật chất gì nữa, phải không? Cho nên cái vật chất thầy nói là đến với ta chỉ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Đến với ta chớ đem đồ cúng thì đừng bao giờ đem cái vật chất gì đến cúng với Phật hay là thần tiên thần thánh gì hết, mà chỉ là dùng cái lòng tốt của con người chúng ta. Mà cái lòng tốt đó là con người chúng ta phải biết thương yêu lẫn nhau, phải có lòng từ bi, phải có lòng bác ái, phải có lòng vị tha, phải biết giúp đỡ những người khó khăn. À, nói chung là cái lòng tốt này chỉ cho cái tâm của con người chúng ta, đó là tầm từ bi hỷ xả, tâm khoan dung, tâm nhẫn nhịn, tâm đức độ tốt. Nói chung là đây là chỉ cho nhân tâm. Rồi bây giờ ngàn năm thích đạo đành trong lớp, thấy không? Ngàn năm đó, có chỗ khác thầy cho biết là ngàn năm đạo lý giống que, bởi ngươi thần tú bài chè cùng sôi. Vậy thì ngàn năm thích đạo đành trong lớp, cái đạo Phật á, được lưu truyền 33 vị tổ lưu truyền sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi truyền cho Ma Ca Diếp, Ma Diếp truyền cho A Nan truyền dài cho tới lục tổ Huệ Năng là vị tổ thứ 33. Sau đó lục tổ Huệ Năng bật truyền Y Bát vào năm 0713, tức là năm 713, nói rõ hơn là bờ thời Đường. Cho nên lúc bây giờ là tới cái thời, bắt đầu từ thời kỳ đó là trở về sau là thời kỳ tượng pháp và mạt pháp, thấy không? Cho nên nghĩa là tới thời kỳ mạt pháp rồi là lúc bây giờ là cả ngàn năm nay rồi. Năm 0713 cho đến năm nay là quý vị biết là 2023 rồi. Như vậy thì nó đã trải qua là trên 1000 năm rồi. Như vậy thì ngàn năm ý nói rằng trên 1000 năm nay là đạo thích đành chôn lấp, tức là đạo của Phật Thích Ca. Đạo Phật, đạo thích là đạo Phật Thích Ca. À, chôn lấp là bởi vì sao? Là bởi vì người ta bày ra những hình tướng. À, nào là xá phướng lầu kho, nào là chuông mỏ, nào là cúng sôi chè thì kia nọ đủ thứ hết. Mà ngày xưa thì đạo Phật đó là đã đạo vô vi, đạo vô vi của Phật Ân Cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước. À, cho nên vì vậy còn bây giờ ngược lại là bài ra những hình tướng quá nhiều, cho nên vì vậy mà con người ta chỉ chạy theo những hình tướng mà quên mất đi nghĩa là cái đạo vô vi của Đức Phật ngày xưa, cho nên bị gọi là che lấp. Thành ra chính vì vậy mà con người chạy theo hình tướng cũng ít có ai tu đắc đạo được. À, thành ra nghĩa là cả ngàn năm nhân tâm sao xiến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chỉ tu liền giới chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. À, thành ra cái chỗ này nói là ngàn năm đạo lý, ngàn năm đạo thích, ngàn năm thích đạo đành chôn lấp là cái chỗ đó. Là một là ít có người tu đắc đạo, và thứ hai nữa là bài ra hình tướng quá nhiều, cho nên vì vậy đó mà nó bị chôn lấp đi cái chân lý nhiệm màu. À, cái con đường tu tập giải thoát của Đức Phật đã truyền lại theo nghĩa là vô vi chánh đạo. Thương tưởng bá gia nổi lạc lầm, thấy không? Chữ thương tưởng tức là Đức Thầy tưởng nhớ tới và thương. À, và bá gia là trăm nhà, cái từ điển nó là bá gia là trăm nhà, là chỉ cho nhà nhà, chỉ cho nhiều nhiều hơn nữa chứ không phải là có trăm nhà nha. À, bá gia là trăm nhà,
mà nổi lạc lầm. Nổi lạc lầm tức là năm nổi mà đi lầm đường lạc lối, tức là rơi vào con đường tà kiến. Thì ra thưa tất cả chú vị, cho nên vì vậy con người đã rơi vào con đường tà kiến, chạy theo những hình thức, chạy theo hình tướng quá nhiều. Cho nên chính vì vậy mà Đức Thầy chúng ta hết sức là thương xót. Thành ra Ngài nghĩa là ra đời mới thống thiết, mới kêu gọi tất cả nhân sanh nói chung, và nói chung là con người đã giác ngộ, đã tu theo đạo Phật rồi, thì giờ đây chúng ta quay trở lại con đường chánh đạo của Đức Phật ngày xưa đã chỉ dạy, và phải thực hiện, phải thực hành theo cái đường lối vô vi của Đức Phật. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có. Còn tìm kiếm cái hình tướng bên ngoài, nó bỏ cái không, thì nói chung là suốt đời suốt kiếp nghĩa là ta tu không bao giờ đắc đạo được. Cho nên điều đó Đức Thầy chúng ta hết sức thống thiết kêu gọi là giờ đây kêu gọi tất cả môn đồ phải quay trở lại con đường chánh giác của Đức Phật ngày xưa. Bởi vì Đức Thầy chúng ta ra đời là nhằm chấn hưng Phật giáo, là chuyển dương chánh pháp của Đức Phật để cho tất cả mọi người tu theo cái đường lối vô vi chánh đạo của Đức Phật ngày xưa. Thì thưa tất cả quý vị, vậy thì trong thời gian chỉ có 14 phút đồng hồ, tôi làm hết 4 câu luôn. Thưa tất cả quý vị, mà quý vị vỗ tay có đồng ý không? Làm hết rồi, xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả chư vị đồng đạo kính mến, vậy thì trong suốt thời gian thì cũng là trên dưới 8-90 phút đồng hồ gì đó, thì tôi cũng gặp gỡ chia sẻ cùng quý vị qua một cái chuyên đề là theo đạo lý nhất tâm mới kịp, là 4 câu và 4 câu hỏi nghi vấn, cách là tóm tắt và ngắn gọn để trình bày dùng tất cả chư vị đồng đạo chúng ta ở đây. Vậy thì trong thời gian chúng tôi trình bày, nếu có điều chi sơ sót, ngưỡng mong quý vị cũng niệm tình quan hỷ, lòng lành thạch tri ân. Và trước khi dừng lời ở đây, cũng xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho chúng tôi có thuận lợi đến đây để gặp gỡ chia sẻ cùng với bà con cô bác đồng đạo chúng ta. Và xin chân thành cảm ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng và tỉnh Long An đã long trọng tổ chức cái chương trình thuyết giảng hôm nay, và có ngỏ lời mời tôi cùng với giáo viên Nguyễn Văn Tứng cùng trở về đây để trước là giao duyên cùng đồng đạo chúng ta, sau đó để chia sẻ quý vị qua cái chuyên đề mà được Ban sự Trung ương, Ban Quản trị Giáo lý Trung ương đã phân công cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị, và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đại diện cho Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp, cũng như là Ban trị sự xã phường thị trấn lân cận đến đây tham dự rất đông đủ. Cũng xin trân cảm ơn quý vị trong hội người mù, quý vị khuyết tật cùng tất cả quý vị đồng đạo chúng ta trong suốt thời gian một buổi nay quý vị đã đến đây ủng hộ cái chương trình thuyết giảng giáo lý này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Và trước khi dừng lại ở đây, xin cầu chúc tất cả quý vị luôn được dồi dào sức khỏe, luôn được hạnh phúc thành đạt trên nhiều lĩnh vực, và chúc cho tất cả quý vị chúng ta hoài đầu hướng thiện, giác độ tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giảng qua và thuyết giảng qua chuyên đề theo đạo lý nhất tâm mới kịp, cho đồng đạo chúng tôi hiểu một cách rõ ràng. Thay mặt ban tổ chức, ban trị sự cùng bà con tín đồ nơi đây, trước nhất là cảm ơn giáo lý viên, sau cầu chúc giáo viên được nhiều sức khỏe, đầy đủ trí tuệ để tiếp tục phổ truyền giáo lý của Đức Tôn Sư một lần. Nam mô A Di Đà Phật.